Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Đạo cùng với Quốc Hành là con xin kính chào toàn thể chư quý vị mạnh thường quân, quý vị tấm lòng vàng kính mến. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Đạo lại nhận được một nhiệm vụ rất là to lớn. Thì hôm nay nhiệm vụ của Quốc Đạo hôm nay là đi giao lại là 40 mấy phần quà cho các những gia đình khó khăn, những gia đình nghèo khó của giữa mùa dịch này. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay thì có gia đình của cô chị Trần Thị Yến Quanh và gia đình của cô Nguyễn Thị Gái ở ngoài nước ngoài. Hai gia đình, một gia đình đưa cho Quốc Đạo, một gia đình là 7 triệu, hai gia đình là 14 triệu. Quốc Đạo mua phần quà thì gom lại là phần quà là một phần 300 ngàn. Dạ thì phần 300 ngàn thì gồm có gạo 120 ngàn một bao, mì 70 ngàn một bao là 190, và còn 110 ngàn là mua dầu ăn, những cái thực phẩm gì đó quý vị, bột ngọt, muối, đường, dầu ăn và nước tương. Trời ơi, dạ kính thưa quý vị, thì chọn gói là 300 ngàn một phần quà. Dạ kính thưa chị Oanh, dạ kính thưa cô gia đình của cô Nguyễn Thị Gái, dạ kính thưa hai vị mạnh thường quân, thì do dịch bệnh nên đường xá hơi khó khăn chút, thì Quốc Đạo cũng gán để làm hoàn thành nhiệm vụ. Thì Quốc Đạo đã cốn hai người lại một ngày đi, có gì thì quý vị cũng quan hệ cho Quốc Đạo. Thì Quốc Đạo đã cốn lại những phần quà và 40 mấy phần quà ở sau lưng Quốc Đạo đây, gạo, mì và đường. Thì Quốc Đạo sẽ cùng Quốc Thành xuống đường. Trước khi dứt lời, Quốc Đạo xin kính chúc cho toàn thể mấy mạnh thường quân mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, làm ăn khá giả, hạnh phúc gia đình, để có những phần quà tốt nữa cho đến cho những người khó khăn trong cái hoàn cảnh mà dịch corona này rất là khó. Quý vị đem quà lại cho mọi người, lắm lúc mọi người cũng cảm động rất nước mắt nữa quý vị. Đó là những cái tấm lòng quý giá của quý vị mà để dành riêng cho những cái gia đình khó khăn, làm theo y theo lời thầy. Dạ Nam Mô xin kính chào Bác Thành nói lời nói. Dạ Nam Mô cũng xin thức cao mâu ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì con lời nói đầu tiên thì Quốc Thành xin cảm ơn hai nhà mạnh thường quân là cô Trần Thị Oanh và Trần Thị Yến Oanh và cô gia đình cô Nguyễn Thị Gái, thì đã hỗ trợ để có thứ ăn, thứ để tiêu xài trong cái mùa dịch này. Thì cái mùa dịch này rất là khổ vì dân. Dạ thì thầy có nói á, nếu thiệt người thì phải biết thương người. Dạ thì hai cô mạnh thường quân này làm quá là tốt rồi, thì con không biết nói gì hơn, thì con chúc hai cô là cuộc sống thật là hạnh phúc và lúc nào cũng làm ăn thì phát đạt lên, để có tiền nhiều hơn, để cứu giúp cho những cái đồng bào này như thế này nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vậy mời quý vị cùng Quốc Đại Quốc Thành là mình xuống đường ha. Dạ xin mời. Ở đây với ai chị? Con gặp với chồng. Rồi có làm gì được không chị? Không, có làm gì được. Ở đây là mấy đứa con hả gì? Dạ. Từ tiếng bao đứa vậy, nhà khổ nhưng bao đứa gì? Người ba đứa và mùa dịch thì chắc khỏi chết ha. Dạ. Vậy hả? Dạ thì ở trên nhà thường quân ở trên mạng có gửi chị phần quà nhỏ nhỏ này, giúp cho mình cái mùa Covid này nó được thuận lợi hơn chút xíu. Mình luôn là Trần Thị Oanh với Nguyễn Thị Gái. Trần Thị Oanh với Nguyễn Thị Gái. Trần Thị Oanh với Nguyễn Thị Gái. Chào chị, chăm phần quà chị có cảm ơn cho Trần Thị Oanh và Nguyễn Thị Gái. Bây giờ chị. Thôi chị nói cho nó xin cảm ơn Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái đã giúp cho chị trong những lúc khó khăn này. Chị xin cảm ơn chứ thôi chứ nó. Dạ em xin cảm ơn cho chị Thành Văn với Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái xin cảm ơn người được cho một quà cho em. Dạ. Trong một khó khăn này hả chị? Dạ. Chị xin chị ba tiếng cho tiếng này viên chứ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Thưa quý vị, thì có cái người mà ta khó khăn đó chị, thì Quốc Đạo với Quốc Thành với thằng cháu sẽ đi vô đây để phát quà. Mình phải kiếm cho mấy cái hẻm hóc này quý vị mới có mấy người khổ gì. Chúng nó con về bấy ơi, chúng nó về con kêu bà. Đây.
À, dạ chú phải chú bé ba không chú? Dạ dạ con nghe ta nói chú bé ba con không biết. Dạ xin mời chú lên nhà. Rồi rồi hai cưng cứ lên, hai cưng cứ lên. À, kính thưa quý vị thì ở đây là chú bé ba này ổng cũng khó khăn quý vị. Thì kính thưa chị Oanh, kính thưa cô Nguyễn Thị Gái ở nước ngoài thì Quốc Tạo sẽ đến đây giao phần quà đến tặng tay những người khó khăn như vậy. À, thì mời. Dạ. Mời thằng Thành lại ngồi với chú ơi Thành. À, thì em mua cũng xin Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì nhỏ nhỏ đang cho chú qua cái hoạn nạn ở mùa Covid này. Dạ thì chú ở đây với ai chú? Có mình mệt, mệt không được. À mình lên hả chú? Dạ. Có làm được không chú? Không. Dạ. Nó làm chú nhiêu tuổi rồi chú? 55 tuổi. Rồi con cháu đâu hả? Ở... thằng nó thằng cháu nó ở ngoài vô gì không được gì đâu được ờ dạ của mặn rồi không có tiền xài dạ biết bởi vì biết chú khó khăn mới mới lỡ tới đây đang để giao quà cho chú thì dạ cái phần quà này là của chị Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái hai người đã kết hợp lại giao phần quà này cho chú. Vậy chú có đôi lời gì để cảm ơn cô Trần Thị Yến Oanh và Nguyễn Thị Gái không chú nói vài lời. Cảm ơn giúp chú trong cái mùa dịch khó khăn này hả chú? Cảm ơn thì sư cô Trần Thiển Oanh với cô Nguyễn Thị Gái á, con gửi hôm qua này có nói với con á là khuyên những người mà khó khăn bây giờ gắng niệm Phật đi đặng cho có qua cái hoạn nạn này. Dạ thì chú gia viên với chúng con và cô Trần Thiển Oanh với cô Nguyễn Thị Gái là bằng bà tiếng niệm Phật nha chú. Dạ xin mời chú chấp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chú niệm lớn chú. Lớn Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú. Dạ. Đức thầy cũng cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thì từ thầy rước lại non đồng. Dạ chú cứ gắng niệm đi chú, cứ gắng niệm đi. Chú tin tưởng chú gắng niệm đi chú. Con thấy chú có thờ theo một dấu hảo nè, yên nè. Dạ thì Quốc Tạo Quốc Thành xin cảm ơn cô chị Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái đã có một cái tấm lòng vàng để giúp cho những người khó khăn hoạn nạn trong cái mùa dịch Covid này đã vượt qua. Vậy không biết nói gì hơn, Quốc Tạo Quốc Thành xin kính chúc cho hai cô thân khỏe tâm an, làm ăn khá giả để giúp cho những người đói khổ như thế này nữa. Dạ xin trân trọng kính chào và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ xin mời quý vị. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cư sĩ Quốc Tạo xin kính chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Dạ cô kính chào hai mạnh thường quân là chị Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái. Dạ kính thưa hai cô thì hôm nay Quốc Tạo đến đây để giao quà cho những cái người mà khó khăn trong cái mùa dịch bệnh này. Dạ. Dạ. Chú con thấy chú có dạy đây, chú đi mà dạy gì chú? Dạ, đi không được, đi đó, nương cái người cà mất. Chú bị tai biến sao? Tai biến. Dạ, vậy là chú đáng để giúp đỡ. Dạ. Dạ, xin hỏi chú ở với ai chú? Ở với bà xã, con hai vợ chồng già. Dạ, đừng có làm gì được không chú? Không có làm gì chứ. Gia đình rất là khó khăn. Dạ. Quá khó khăn. Dạ thì thầy nói giúp cho những người lỡ đường đó rất tàn tật thì chú là những người tàn tật thì nó liệt cho những người đã cần giúp đỡ. Dạ thì em cháu xin giao phần quà này lại cho chú. Phần quà này cũng trị giá cũng tầm cỡ 300-400 ngàn à. Thì nó một miếng khi đói còn một gói khi no á chú. Thì chú có đôi lời gì để cảm tạ cái mạnh thường quân không vậy chú? Thường quân tên là Trần Thị Yến Oanh và Nguyễn Thị Gái. Tôi luôn ngọc ẩn. Hôm nay tôi cảm tạ những cái người mà phát quà cho những người là tai biến và gặp cái khó. Rất cảm ơn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ xin chú chấp tay là niệm ba tiếng niệm Phật giao duyên với mọi người ha. Em lớn lên chú. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ xin cảm ơn chú ha chú. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính chào chị Trần Thị Yến Oanh. Dạ kính chào cô Nguyễn Thị Gái. Dạ hôm nay thì Quốc Tạo đến đây để phát phần quà cho những cái người khó khăn trong cái mùa dịch bệnh này. Dạ xin hỏi chú tên gì chú? Chú Nguyễn Lâm ạ. Chú ở nhà có mình lên đó chú. Rồi dạ. Ở đây có làm gì được không chú? Tính gì? Ngoài nó nói, ông muốn nói nghe. Rồi chú vậy chứ không có làm được cái gì hết chứ hả chú? Không có làm được cái gì. Dạ. Thì con cũng thấy chú ở đây ở không làm được gì thì con cũng kiếm những cái người mà khó khăn gì đang con gửi quà. Dạ xin gửi chú một bao gạo với một thùng mì với đường một cọt để ăn trong cái mùa dịch khó khăn này thì chú cũng
ở trong nhà thấy chú đang mình cũng cách ly xã hội luôn ha, trong nhà đang mình cũng giờ ăn rồi mình ở nhà mình niệm Phật thấy chú. Dạ, thầy đức thầy cũng cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp á, mình có nghiệp gì mình gắng mình niệm Phật thấy chú. Dạ, dạ thì giờ xin mời chú có đôi lời gì để cảm ơn cái mạnh thường quân đã gửi cho mình, như là cô Trần Thị Yến Quanh và cô Nguyễn Thị Gái. Tôi cũng xin cảm ơn cô Mạnh Thường Quân với cô Nguyễn Thị Gái. Dạ, cô Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Tôi cũng có hoàn cảnh khó khăn, mình chữ bây giờ có đồng mạnh thường quân ở đây để hỗ trợ cho xin phần quà. Yeah. Tôi cũng thay mặt gia đình xin thành Phật cảm ơn. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi xin mời chú chắp tay lại niệm ba chữ Phật cùng với quốc hành quốc đạo giáo viên với các mạnh thường quân. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chào bác đạo, xin kính chào hai vị mạnh thường quân là Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái ở ngoài nước ngoài. Dạ, hai vị đã gửi cho bác đạo 40 mấy phần quà để giao cho tặng tay những người khó khăn. Một phần quà trị giá là 300.000, một thùng mì, một bao gạo và một cái đường ngọt nhân dân. Dạ, xin hỏi cho đây hỏi riêng một hai người đi ha. Dạ, hỏi chị đi. Chị cái này ở nhà có làm gì được không chị? Dạ không, bị bệnh chứ không được. Dạ, xin hỏi gì, gì ở nhà chị có làm gì không chị? Không, mắt ở nhà, cháu không bằng gì chứ. Vậy hả? Dạ, rồi ở nhà có mình đang nói gì? Ở nhà, chồng, bốn đứa cháu. Dạ, thì quốc đạo thấy những cái người ở đây thấy khó khăn. À, dịch bệnh không có làm gì, thứ hai nữa là có nuôi cháu này kia, có ai đi làm thành phố bị kẹt ở ngoài không vậy? Có thằng ba anh đi làm mắc kẹt ngoài. Dạ. Mà gỡ tiền gì không được luôn. Dạ. Dạ còn về gì làm nghề gì vậy? Làm gì đó. Đào, dạ 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 cái... dạ gì ở nhà gì có làm gì không vậy? Đào uống thuốc mỗi ngày đó, cháu mấy tuổi rồi. Dạ vậy hả? Con kìa, cháu đó nhắc đó. Cháu nhắc tên đó ha. À, giờ vậy thôi đó, quốc đạo xin chuyển những cái phần quà đến cho ta những cái người khó khăn trong cái mùa dịch này. Dạ vậy ba vị có ai mà đại diện một người để đi cảm ơn thưa cô. Cảm ơn cô Mỹ Thị Quân là Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Trần Thị Yến Quanh với Trần Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái tôi cảm ơn á, có gửi tôi khổ mà có gửi cho đồ được á tôi mừng. Tôi rất cảm ơn hai cô đó. Dạ dạ. Vậy mời quý vị cùng với quốc tạ quốc thành mình niệm ba tiếng Phật để nhân viên với các chị mạnh thường quân. Dạ, xin mời về chắp tay Phật lớn lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn các chị mạnh thường quân. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị nhân quà. Lấy đồ đi. Chưa cho tao lấy đồ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính chào chị Trần Thị Yến Quanh. Kính chào chị cô Nguyễn Thị Gái. Thì hôm nay quốc tòa sẽ gỡ phần quà cho cái những người khó khăn trong cái mùa dịch bệnh này. Dạ, xin hỏi cô, con bao nhiêu tuổi rồi con? 70 rồi. Dạ, cô ở nhà mình không? Ở nhà dạ, cô? Ở mình à. Rồi mà ăn uống sao cô? Dạ, mai lo cho tôi nha. Vậy em cháu xin gửi phần quà này lại cho cô ha. Xin cô có đôi lời và cảm ơn chị Trần Thị Yến Quanh và cô Nguyễn Thị Gái không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai mạnh thường quân ha. Dạ, xin cô chúc tài là niệm Phật 3 tiếng vô viên nhé. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Dạ, quán tạo. Tạo xin cảm ơn các mạnh thường quân. Nam Mô Di Đà Phật. Câu đi Phật, cho nó mua cho Phật. Thì hôm nay có duyên lại nhà của ông Út đặng cho quà cho Mút đặng cái mùa dịch bệnh này để cho Mút ông Út cái mắt con mắt ông thấy được không ông Út? Không không hả? Rồi ông sống ở nhà mình anh không Út? Mình à. Rồi anh dặn rồi ai lo cho ông hả? Dạ có khi ủa ông mụ lâu rồi ông Út? 94 lâu rồi ha. 94 mà đi mổ ngoài Sài Gòn người ta không mổ, ta nó hỏng con ngư người ta mổ không được. Ông
đây là Mạnh Thường Quân, là Trần Thị Yến Oanh và dạ. Nguyễn Thị Gái gửi cho ông phần quà, cũng cho chị giá 300.000 trong cái phần quà đó đó. Vì thôi ông có đòi lời gì để cảm ơn chị dạ, cảm Trần Thị Yến Oanh và Nguyễn Thị Gái không vậy? Mang ơn chứ. Vậy cho mình ăn mình phải mang ơn hoài hoài, niệm Phật hoài. Dạ, người ta chỉ cần dạ. ông niệm Phật thôi và cúng lại ngày hai thờ này kia được dạ. rồi. Đó, tôi cúng lại hoài. Dạ. Nãy vừa bước vô nhà quý vị thì Quốc Thành có nghe được ông Út này ông có bắt giảng không quý vị? Bắt giảng Phật giáo Hòa Hảo quý vị. Phật giáo Hòa Hảo đó. Dạ. Từ nhỏ từ 5 tuổi tới giờ. Chí cống luôn nghe quý vị. Dạ, vậy ông có thể về cái giao duyên với hai Mạnh Thường Quân là Trần Thị Yến Oanh và Nguyễn Thị Gái. Vậy ông xin giao duyên bằng cách niệm Nam Mô Di Phật ba tiếng. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô giờ tôi cũng ban ơn mấy bà con từ từ con sống. Dạ. Để coi đời cái này này là giặc của ông trời. Dạ, không phải ở dưới này đâu. Dạ, dạ, dạ. Bởi vì em tôi chết là tôi giờ hồi chết là 3 tuổi. Dạ. Chứ giờ năm nay là 80 năm rồi nè. Dạ. Đó. Chứ... Dạ, 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 vậy con xin cầu chúc cho ông mạnh khỏe ha ông Út. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái đã có vậy những cái tấm lòng dạ như vậy để giúp đỡ cho những người khó khăn như thế này. Rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, cảm ơn. Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Quốc Đạo xin kính chào hai vị Mạnh Thường Quân là Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái. Dạ kính thưa hai vị Mạnh Thường Quân, thì hôm nay Quốc Đạo đến đây để phát một bọc gạo với một thùng mì với dầu ăn, đường, nước tương, cho muối cho chị Ngoan. Chị Ngoan, bà nói chuyện được hai câu không chị Ngoan? Giờ chị Ngoan bị gì dữ vô anh? Nó bị lúc đầu nó nổi lên. Rồi chị mấy ngày chị thấy sao chị Ngoan mà sao cái chị xỉn. Rồi chị thấy sao mà sao mà chị mặt bà xỉn cho chị Ngoan? Không biết đi. Có uống thuốc gì không chị? Có nè. Thôi chị ơi kệ đi chị ơi, gắng đi chị ơi, bây giờ cục đò mình bây giờ nó ngắn ngủi lắm. Có mà chị thấy là dịch bệnh bây giờ nó đang tràn lan hết trơn rồi, mọi người cũng khó khăn. Rồi mình thì cũng khó khăn rồi, vậy bởi vậy thôi bây giờ mình được hưởng cái lộc gì thì hưởng lộc nấy chị ơi, chứ chị có em cũng biết nói sao. Chị có thường niệm Phật không chị? Gán đi chị, gán đi. Rồi sao mấy cái chuỗi đó chị đeo dữ vậy? Chị đeo cộng thôi, chị đeo chi nhiều vậy? Mua cái cộng chuỗi đó 100.000 á, không đeo quá. Không sao đâu chị, cái đó là cái giặt ở ngoài thôi. Ví dụ như chị có thể niệm Phật trung tâm, quan trọng trung tâm thôi. Chứ cái này ở ngoài thì chị không có gì đâu, chị không giúp mình được đâu. Hoài, tối ngủ nhớ niệm Phật cho dữ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân, hai vị Mạnh Thường Quân giùm em tiếng nha chị, là chị Trần Thị Yến Oanh và chị Nguyễn Thị Gái. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị Trần Thị Yến Oanh. Trần Thị Yến Oanh. Trần Thị Yến Oanh. Dạ, dạ, cô Nguyễn Thị Gái. Cô chị. Nguyễn Thị Gái đã giúp cho chị hoàn toàn. Lúc khó khăn này thì quý vị có quan hỷ quý vị, tại chị bà bệnh đó, rồi bà bệnh nặng đó, rồi bà cũng có nói chuyện khó khăn, bà đang chút hơi đó quý vị, mặt bà xỉn hết trơn. Gái này chị, gái niệm Phật đi chị, từ từ dịch bệnh sẽ trôi qua và mình sẽ hết bệnh nè chị, gái đi Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chị niệm 3 tiếng Phật đó chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chữ Di Đà tan xứ nghiệp. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ xin Quốc Đạo xin kính chào toàn thể quý vị quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Đạo xin kính chào toàn thể quý vị kính mến. Dạ kính thưa chị tài trợ Trần Thị Yến Oanh và cô Nguyễn Thị Gái. Dạ kính thưa hai cô, thì Quốc Đạo đến đây để giao quà lại cho những người khó khăn trong những mùa dịch bệnh Covid này. Dạ kính thưa bà, dạ bà thứ mấy gì bà? Okay. Bà ở nhà mình nên với ai bà? Ở với Long với Tính. Dạ, có ai làm gì được không bà? Bạn gì đâu, giờ mùa này thì ở không? Dạ. Không mà mùa này được hết ha. Rồi vậy thì con xin gửi phần quà này cho bà, cũng là trị giá tầm 300.000. Xin bà dùng để mình niệm Phật này kia ha, tại vì mấy Mạnh Thường Quân cũng kêu mình vậy đó. Vậy bà có lời nào để nói với Mạnh Thường Quân không? Dạ,
À, thì cảm ơn, cảm ơn xin. Cái mùa này mà không được là biết cho món quà gì là cũng xứng đáng. Dạ. Cảm ơn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin bà Tư giao duyên với Mạnh Thường Quân ba câu niệm Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin cấp ba này. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Quốc Tạo xin cảm ơn các bạn Thường Quân. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Dạ, kính chào chị Trạch Thị Yến Quanh, kính chào cô Nguyễn Thị Gái, dạ, kính chào hai vị Mạnh Thường Quân. Dạ, kính thưa hai con, thì hôm nay Quốc Tạo đến đây để giao phần quà lại cho dì. Dạ, xin hỏi dì tên gì? Nguyễn Thu Hà. Dạ, dì sống ở đây nói gì? Rồi dịch bệnh này có làm gì được không dì? Cạo gió ha, cạo gió mướn ha, mà bây giờ chắc làm không được đâu hả? Dạ, có khăn nha. Dạ thì Quốc Tạo cũng cũng điều tra biết những cái mạnh, những cái nhà khó khăn vậy thì Quốc Tạo đem quà đến. Thì dạ xin con nhận quà này dùng để mình nhớ mình đi Phật nha con. Tại thầy nói niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp đó con. Dạ xin cô nói đôi lời với cái Mạnh Thường Quân tên là Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Cô cảm ơn mọi câu. Dạ con cảm ơn cô Trần Thị Yến Quanh. Dạ cô Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cô chấp tay niệm Phật 3 tiếng để mà cái dương viên nha con. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Em lớn hơn con, em lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Quốc Tạo xin kính chúc quý vị Mạnh Thường Quân mạnh khỏe. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Quốc Tạo xin kính chào hai vị Mạnh Thường Quân. Dạ kính thưa hai vị, thì hôm nay Quốc Tạo cũng phát hiện được những cái người khó khăn ở trong cái dịch bệnh này. Thì xin hỏi cưng ở nhà với ai cưng? Dạ ở nhà mình đó. Em có mình hả? Dạ. Và cha mẹ đâu hết trơn rồi? Cha mẹ đi ra ngoài Long An mình mất dạy ngoài hết. Ờ vậy ha. Thì kính thưa quý vị, thì cái đại này nó ở nhà của mình nên quý vị nó không có làm được gì ra tiền hết trơn á. Rồi nó cũng khó khăn, nó đói, nó thật sự là đói đó. Rồi cha mẹ thì làm mất kẹt ngoài gỡ, có cả tiền gì không cưng? Dạ có mà. Dịch này quả dính ngoài rồi không có mặn, không có. Ờ, trước thì có gỡ, bây giờ thì không có ha. Ờ, thì thôi, nhưng mà con khó khăn vậy thì thôi chú gỡ phần quà cho con. Thì thôi xin con có đôi lời gì để nói cảm tạ cái hai cô Mạnh Thường Quân tên là Nguyễn Thị Quanh và cô và Trần Thị Quanh và Nguyễn Thị Gái. Con cảm ơn. Dạ, con cũng cảm ơn chị Quanh với chị Gái. Cô Gái để giúp đỡ con trong hoàn cảnh dịch bệnh này, con cảm ơn. Dạ rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Thì mời cưng niệm ba chúng Phật với giao duyên với mọi người nha. Em lớn lên con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin kính chúc chư quý vị Mạnh Thường Quân mạnh khỏe. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Là những cái người mạnh đời bất hạnh nào quý vị, thì mời quý vị cùng có cạo lên nhà thôi ha. Để đi phát quà. Lạc đi đỡ từ nhà phát gì quý vị ơi. Rồi, mời chú vào, mời chú ngồi. Ủa, chú bị gì chú? Tại vì hôm nay chú làm cái gì? Bật đồ. Bây giờ còn bắt được không? Nghỉ rồi, mấy ông nhà nước cho nghỉ rồi. Nghỉ dịch mà sao làm bán số được. Mình dịch mong cho bán, mong nghe nói bữa cho nghỉ nửa tháng, không biết sao đấy. Rồi chú ở nhà mình đây nè. Chú bà già. Có làm gì được không? Có làm gì được nữa không? Không, tôi cũng không có nghề bán số mà, có làm gì đâu. Rồi mình cũng trên mạng có thấy người dân cứ cho mình phần quà này nè. Cũng cho mình giải khỏa cái mức mùa dịch bệnh này. Dạ. Cũng cảm ơn mấy chú. Thôi giờ chú có đôi lời gì để nói với Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân tên là Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Mình cũng cảm ơn với Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái với Trần Thị Yến Quanh. Cũng nhờ bên làm bà trợ mấy cô cũng hỗ trợ giờ mình cũng cảm ơn. Rồi chú dùng quà để ăn mạnh khỏe đi chú. Dạ, kinh Phật cái chú. Tôi bị sốt bại liệt lâu rồi, 23 năm mà. Hôm nay tôi bị cái năm 31 tuổi á. Hôm nay tôi 54 mà. 23 năm. Dạ. Đã năm trước năm sau giờ. Dạ, theo khá nên chú ơi, tại vì mình mà cái quả của mình mình bị cái nghiệp đó là mình do nghiệp quả đó chú.
thì thầy cũng có ta biết là niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp đó. Dạ, dạ đúng rồi. Cái lúc trước thì thời trước thì mình bị quả, bây giờ mình phải lấy lợi, mình phải niệm trời đừng bạc mình sống. Thì cái người mà cho mình những phần quà này là cô Trần Tiến Quanh đó, chứ con gái là có nói con là cho những phần quà này nè, rồi khuyên cái người mà nhận quà là niệm Phật đi. Dạ, cho giải quả cái quả của mình ra. Dạ đúng rồi. Thì chú niệm Phật ba tiếng cái gì chú niệm Phật ba tiếng với mấy anh em con. À chứ con với em có thành dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cư sĩ Quốc Tạo xin kính chào toàn thể chư quý vị kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ, kính thưa Mạnh Thần Quân, cô Trần Thị Yến Quanh và cô Nguyễn Thị Gái ở ngoài nước ngoài. Dạ, kính thưa hai cô, thì hai cô có gửi cho Quốc Tạo một người 7 triệu để mua quà phát cho những người khó khăn trong cái mùa dịch bệnh Covid này. Dạ kính thưa quý vị, thì ở đây là những cái hộ mà cũng đã được khó khăn, thì Quốc Tạo kêu lại được gần 4 hộ ở trong cái xóm này, thì 4 hộ này rất khó khăn quý vị. Thật sự ra còn nhiều nữa, nhưng mà quà thì nó đã cạn rồi, thì chỉ còn 4 phần thôi. Dạ kính thưa cô, thì xin hỏi mấy chị, hỏi chị đi. Chị hiện giờ chị sống với ai chị, ở trong gia đình? Với có hai vợ chồng với đứa con ở đậu người ta mà không có đi mua đồ muỗng, mà cái này dịch bệnh mua cũng không được. Dạ, rồi vậy là trong gia đình không ai làm gì được hết trơn hả chị? Không có ai làm gì được hết. Rồi mà chị ở đậu người ta nữa? Ở đậu á. Quý vị thấy hoàn cảnh, một hoàn cảnh thôi là thấy quý vị thấy khó khăn rồi. Đi lên đây ở đậu người ta cho ở xó hè. Dạ, chào gì? Dạ, gì ở nhà mình với ai vậy? Không có mình, không có ai chứ. Con thì mắc kẹt hóa hết trơn. Làm mắc kẹt cho thấy gì? Dạ. Nó có gỡ tiền gì được không chị? Cũng có khi gỡ thì không. Mà không được cái gì gỡ. Dạ, chị ha, lúc đầu thì mà chưa có dịch thì gỡ được ha, còn bây giờ thì gỡ không được ha. Dạ. Thì quý vị cũng thấy đó quý vị, thì cũng hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ ông, dạ hai vị này có bán bún bên đó nữa không? Hay chị em muốn bán bún được không chị? Không, nghỉ bán mấy tuần rồi. Gì hả? Dạ. Rồi bây giờ mình sống bằng ngày gì? Ở không có làm gì đâu, rồi thấy dịch bệnh thì đâu có đi đâu được. Dạ. Có nuôi cháu nuôi con vậy? Có thằng con nhỏ. Vậy ha. Dạ. Dạ. Quý vị cũng thấy đó quý vị. Ủa thành có nói gì thì thấy người dân khổ vậy, bởi vì ở ngoài bên nước ngoài đã có Trần Thị Yến Quanh và cô Nguyễn Thị Gái đã gửi bốn phần quà này cho bốn cô, cho bốn cô đặng chi trả trong cái mùa Covid này dễ sống hơn. Và đã khuyên con là khuyên cho những người mà đã bị khổ cực như thế này nè, gắn niệm Phật đi, tu hành theo Phật giáo Hoằng Hảo để cho giải thoát cái cảnh này mấy cô ơi. Thì Đức Thầy cũng có cho biết là nếu thiệt người phải biết thương người. Dạ, mấy đệ cũng cố gắng làm những cái gì mà làm được hết mình thì mấy đệ cũng cố gắng làm. Dạ, xin mấy cô có một người nào cái đại diện để cảm ơn vị Mạnh Thường Quân này mà một hai câu mấy cô. Cảm ơn cô Trần Thị Yến Quanh và Nguyễn Thị Gái. Cảm ơn mấy cô ở ngoài nước ngoài gửi tài trợ mấy phần quà này về cho mấy gì sao khó khăn. Cũng cảm ơn nhiều. Để vượt qua cái khó khăn này hả chị? Cô có nói là nên là duyên ba tiếng niệm Phật để cho mọi người. Dạ, xin mời mấy cô chắp tay lại niệm ba tiếng niệm Phật để dơ duyên cho mấy cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Quốc Tạo xin kính chào hai cô Mạnh Thường Quân có tấm lòng vàng như là Trần Thị Yến Quanh và cô Nguyễn Thị Gái đã lấy đến cái phần quà trong những mùa dịch khó khăn như thế này, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ, xin trân trọng cảm ơn hai cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, mời quý vị nhận quà. Dạ, cảm ơn quý vị. Ngang qua đi. Nói là ba thứ đi. Một người là ba, một người là ba thứ đó. Cái gì cứ nhận rồi. Vì ăn nhớ niệm Phật nha quý vị. Cái niệm Phật nha con. Cái niệm Phật nha cho nó giải nghiệp con ơi. Rồi. Bà quay đó. Quay đây chút xíu tao nhận quà, quay nhận quà luôn. Ủa chú ba ông đâu có đâu. Hôm nay đi vô đây lên ta. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Quốc Đạo xin kính chào toàn thể các mạnh thường quân, các quý vị trong nước và ngoài nước kính mến. Dạ, kính thưa quý vị, thì do dịch bệnh nên cũng đi đứng cũng khó khăn, nên Quốc Đạo đã lại từng nhà những người có những cái mảnh đời bất hạnh, những cái gì khó khăn trong gia đình, những cái người neo đơn, vân vân. Thì trong khó khăn trong cái mùa dịch Corona này, Quốc Đạo đã mời lại đây để mình nhận quà một nhóm gì đó cho nó dễ. Thì kính thưa chị Trần Thị Yến Quanh là một cái người tài trợ cho Quốc Đạo trong buổi phần quà hôm nay, và gia đình của cô Nguyễn Thị Gái ở ngoài nước ngoài. Dạ, kính thưa hai vị gửi cho Quốc Đạo một người là 7 triệu, kêu Quốc Đạo phát một phần quà là trị giá 300 ngàn. Dạ, kính thưa quý vị, thì Quốc Đạo đã cũng làm theo y như vậy là bốn mấy phần quà, nhưng mà ở đây thì Quốc Đạo chỉ phát dòng cái cụm nhỏ này cũng tầm mười mấy phần. Thì ở đây thì Quốc Đạo sẽ hỏi một hai người ha quý vị. Dạ, dạ gì chị sống ở nhà mấy người gì? Dạ, quá mình ơi. Rồi chị có làm gì được gì không chị? Dạ không, việc này không có làm gì. Con dẫn cho gia đình con hả con? Cha mẹ con có làm gì được không con? Dạ, cha mẹ con không có làm gì hết. Nó làm nước có làm được, thì dịch bệnh có làm được. Dạ. Anh làm nghề gì anh? Chạy xe ôm. Vậy anh có chạy được không chị không anh? Con này chạy ế quá à, đâu có chạy đâu được đâu. Dạ, dạ. Rồi vậy thì quý vị nhận phần quà này của mạnh thường quân thì của cô Trần Thị Yến Quanh tại Việt Nam, và cái cô nước ngoài là Nguyễn Thị Gái. Dạ thì quý vị xin gieo duyên với các mạnh thường quân bằng ba câu niệm Nam Mô Di Đà Phật và nhận quà về. Dạ, xin mời khách hàng là chúng ta niệm Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, xin chúc rồi mở gì nhận quà. Quý vị gắng ăn những cái phần là hưởng ứng những cái phần quà đó, nhớ niệm Phật nha quý vị, nhớ về cho cha mẹ niệm Phật cho con cũng vậy nữa, con gắng niệm Phật cho con, niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp đó con. Quý vị nhớ lấy quà, quý vị nhớ niệm Phật nha quý vị. Đừng nói phát. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa hai vị mạnh thường quân là chị Trần Thị Yến Quanh và chị cô ở nước ngoài là Nguyễn Thị Gái, gia đình Nguyễn Thị Gái. Dạ, kính thưa hai vị, hôm nay Quốc Đạo đã đến đây là đã trưa rồi quý vị, và đã 2-3 giờ trưa rồi thì Quốc Đạo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã phát đến tặng tay 47 phần quà của hai vị, đưa một vị 7 triệu, hai vị 14 triệu, một phần quà 300 ngàn. Quốc Đạo đã ra tặng tay cho những người lỡ đường nó rách tặng tặng. Thì Quốc Đạo cũng đã quay những đoạn video để trước đây để gửi lên cho quý vị. Thì không quên chúc cho hai vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn và làm ăn khá giả, để có những cái tiền để cứu cho những người lỡ đường đó gắt như lúc này quý vị ơi. Quốc Đạo lỡ phát cho phần quà cho người ta mà những người ta quý vị cầm phần quà lên mà nước mắt gưng gưng nó rớt xuống phần quà quý vị. Nước mắt rớt xuống phần quà, Quốc Đạo không thể nào mà kìm lòng được. Vậy Quốc Đạo cũng rất là cảm kích trước tấm lòng của chị Quanh và cô Nguyễn Thị Gái, gia đình Nguyễn Thị Gái ở nước ngoài. Dạ, kính chúc hai cô mạnh khỏe. Xem video này, Quốc Đạo xin hồi hướng phước đức công đức của Quốc Đạo làm video này cho tất cả, cho mọi người dân trên toàn thế giới tai qua nạn khỏi, chống mau hết dịch bệnh, đặng để trở lại cuộc sống bình thường. Dạ, xin cảm kích những cái tấm lòng của hai cô. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.